Lời đầu tiên, kênh Bất Động Sản Tùng Loan xin gửi lời chào đến quý cô chú và anh chị. Hôm nay kênh xin review một căn nhà gần chợ Lô Đất, Hồ Sê, Bình Tấn Phát, Nhà Bè. Và nhà của chúng ta là nằm trong một con hẻm, khu dân cư hiện hữu, cao ráo, không ngập nước, hàng xóm thân thiện. Và nhà cũng có hai đầu, hai hướng thông. Một hướng chúng ta thông về chợ Lô Đất chỉ tầm 200m mà thôi. Một hướng chúng ta đi thẳng ra đường lớn Quỳnh Tấn Phát chỉ tầm 200m. Đó, đường thông thoáng dễ đi. Đó, và cách hẻm xa hơn chỉ tầm vài bước chân. Đó, nhà đây là cái con hẻm trước nhà của chúng ta rộng khoảng 2m. Thông thoáng, chỉ tầm có mấy căn nhà ở trong cái khu này thôi. Cho nên là rất là yên tĩnh. Hàng xóm thì thân thiện, nhà thì nhỏ nhỏ xinh xinh, phù hợp với gia đình nào mà hiện tại đang có thu nhập thấp, đang có nhu cầu tìm nhà sổ hồng riêng đồng sở hữu ở thì lựa chọn cái căn này cũng phù hợp. Có diện tích là ngang 3m, dài 6m, một trệt một lầu, hai phòng ngủ và hai toilet. Đó, trên thì gia chủ thiết kế đề con trang trí nhẹ nhẹ như là trần thạch cao, đèn chùm, những bức tranh được trang trí trên tường cũng rất là xinh xắn, làm cho căn nhà của chúng ta nhỏ nhỏ xinh xinh. Đó, đây là bộ bàn ghế và gia chủ gửi tặng lại cho quý khách hàng. Đó, đây cái khoảng không gian phòng khách cũng nhỏ gọn. Bên tường thì gia chủ ốp nhiều da đá, làm cho căn nhà của chúng ta sáng sủa. Đây là tiếp đến đây là không gian bếp. Bếp nhà của chúng ta cũng nhỏ gọn. Đấy, gia chủ đang đề coi trang trí nhẹ nhẹ cho cái căn nhà của chúng ta. Đây là cái khoảng không gian toilet được đặt ở phía sau nè. Nhỏ gọn, sạch sẽ. Như ví dụ như cô chú anh chị nào mà đang có nhu cầu mà tài chính thấp thì hãy gọi ngay số điện thoại em Loan để trên màn hình là 0931 82 932, để bên em Loan sẽ dẫn quý cô chú anh chị chúng ta đi xem nhà một cách thực tế nhất, hoàn toàn miễn phí. Đó là đây là lầu 1 thì được chia ra làm hai phòng ngủ. Đó, đây là phòng ngủ ở phía trên. Đó, gia chủ đang cho hoàn thiện một số thứ ở trên lầu 1. Thì tụi em quay rất là thực tế luôn. Đây là cái ban công nhà của chúng ta, rộng rãi thoáng, như là chúng ta sử dụng để phơi đồ cũng rất là thích hợp. Toilet thì được đặt ở phòng phía sau. Đây là phòng ngủ ở phía sau nè, cũng rộng rãi nha. Mỗi phòng đều có cửa sổ rất là thông thoáng. Thì toilet được đặt riêng biệt ở phía sau. Đó, chúng ta nhìn trực diện ra đó là một cái khu dân cư anh Tuấn. Khu dân cư cao cấp, đường xe hơi vào tới tận nơi luôn. Chúng ta cách vài bước chân là ra tới hẻm xe hơi rồi. Đây là toilet tương đối nhỏ gọn, sạch sẽ. Và em xin nhắc lại pháp lý của căn nhà này là sổ hồng riêng đồng sở hữu, mỗi nhà mỗi sổ, hoàn công đầy đủ. Khi ra mua bán thì chúng ta sẽ ký trực tiếp tại văn phòng công chứng nhà nước, ký ủy quyền hoặc là ký mua bán, và gia chủ sẽ giao lại sổ hồng chính căn nhà cho quý khách hàng. Và giá căn nhà là 1 tỷ 250 triệu, thương lượng cho khách hàng thiện chí. Và cô chú anh chị nào đang có nhu cầu thì hãy liên hệ cho trực tiếp bên kênh Bất Động Sản Tùng Loan, và bên em sẽ hỗ trợ quý cô chú anh chị hết mình. Hay cô chú anh chị nào có tiền nhàn rỗi thì chúng ta đầu tư vào căn nhà này cho thuê cũng rất là thích hợp. Lời cuối thì cho em Loan xin chúc sức khỏe quý cô chú và anh chị, và cho em Loan xin một cái đăng ký kênh và một cái like, và xin gửi lời chào tạm biệt đến quý cô chú anh chị ạ.